Ngày 1 tháng 4, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024 của ban chỉ đạo. Dự cuộc họp có đồng chí Trá A của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên ban chỉ đạo. Trong quý 1 năm 2024, Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa di tích lịch sử quốc gia ngã ba cò nòi, hỗ trợ đoàn công tác Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn nghiên cứu khai thác được 14 hiện vật và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm tài sản 46 trong 57 hộ tại bản cò nòi. Trong quý 1 đã đón 2.214 lượt khách đến tham quan dân hương tại khu di tích. Thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5, xây dựng dự thảo kế hoạch, dự toán kinh phí, thiết kế mỹ thuật và thi công trưng bày giai đoạn 2024-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa và giá trị lịch sử của di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Cò nổi phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, điều chỉnh các hạng mục công trình sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện tốt việc quản lý, vận hành các hạng mục công trình đã hoàn thành